Mượn 50 triệu. Đúng. Tiền đối với tao là chuyện nhỏ. Quá nhỏ. Nhưng mà lấy được tiền trong túi tao mới là chuyện lớn. Rồi, bây giờ muốn mượn tiền tôi, bây giờ chơi đố cho tôi cái gì đi nếu. Trời ơi, tôi thông minh hơn chú mày nhiều. Bây giờ muốn đố gì cũng được, giờ chắc chú mày đố trước ra đề tài luôn bây đi. Bây giờ đố nha, bây giờ đố về con vật đi. Con vật, con vật. Một sao? Con vật có hai cái tên giống nhau. Đẻ ra một con nữa cũng phải có cái tên hai chữ giống nhau. Ok, chắc chú mày đố trước. Con le le đẻ ra gì? Kênh. Biết ta nghĩ không ra cứ cười hoài. Con bò đẻ ra con gì? Bèo bèo. Làm sao? Tấm bò đẻ ra tấm bèo. Lặp lại. Bò bò đẻ ra con gì? Bà bà. Được, bà bà. Để đồng. Con cào cào. Đẻ ra gì? Con chuồn chuồn. Đấy mà. Con khùng khùng. Đẻ ra con gì? Niên niên. Làm sao? Suy nghĩ không ra là khùng khùng niên niên. Mày thua nha. Okay, thua là bình thường. Bây giờ khi tôi ra đề tài nghe cho kỹ nè. Hai con đẻ ra hai con đặc biệt nó lái. Ok, chấp đó trước. Chấp luôn không? Con cóc, con sáo đẻ ra gì? Con cáo với con sóc. Tới mày lẹ. Con cóc con rùa đẻ ra cái gì? Con cua rồng đẻ ra gì? Con trăng với con rái đẻ ra gì? Con trai với con rắn. Tới mày con ngựa gọi là con gì? Con mã. Con rùa gọi là con gì? Quỷ. Quỷ con mã. Đẻ ra vậy? Con ma quỷ. Ôi trời. Ma cà tư. Rồi để đâu lẹ ra không có suy nghĩ được. Để lên tao hả? Có gì? Có gì? Thua nha. Thua một đêm. Bây giờ đố mình tiếp này nha. Ừ. Một câu đơn giản thôi. Con gì giống con chó nhất? Quá dễ. Con cáo. Sai. Con sói. Sai. Chứ con gì giống chó? Cho con. Giờ phim tôi rồi, tôi hỏi ông nha. Con chó trắng ta gọi là chó gì? Chó cò. Con chó đen. Chó mực. Con chó vàng. Chó phẹn. Con chó đỏ. Con chó đỏ. Có sao có. Chó đỏ là con chó nhuộm lông. Nhuộm lông, cái nhuộm lông. Con chó quay. Đúng. Đó, thông minh là đúng hay quá. Con chó đỏ là con chó quay. Tôi đố ông. Con heo đỏ còn là con heo gì? Heo quay. Sai. Heo cơ. Đúng không? Tôi đố ông. Con heo đen gọi là heo gì? Heo chuồng, heo bích. Sai. Cái gì? Con heo đen gọi là con heo gì? Biết không? Heo. Không biết luôn nha. Không biết luôn con heo. Heo gì trời? Con heo đen là heo gì biết bạn? Hả? Chính xác rồi. Con heo đen là heo bòi. Đó là mới đố sơ nè. Bây giờ mới đố thiệt nè. Tập trung nghe nha. Đố mày. Chó xanh gọi là chó gì? Chó ghẻ người ta xuất thuốc tím. Đúng không? Đúng không? Không sai. Sai luôn. Mình mới nhắc đi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn gì? Gì? Người ta chỉ tao là mày thua đó. Mày ghen ảnh nói không? Chó xanh là chó đẻ. Không dám đâu, ông tính đến mà ông chỉ mày là bước lên đây nè, nói là bùm bùm bùm, chó xanh là chó đẻ, con ở dưới là ông chửi mày á. Chó đẻ, trời. Đúng không, cái gì, đúng không, vỗ tay cái coi, đúng không. Mà cái này đáng nha, tao thắng. Bây giờ chưa tin phục, cái đố tiếp đi. Bây giờ tao đố mày một câu đơn giản thôi nha. Đố gì? Chung kết với mày luôn nè. Ừ. Giờ về đề tài những cây cầu đi. Cầu khó thiệt, tôi đố cho nghe nè. Tôi đố ông là cầu nào mát nhất? Cầu nào mát nhất? Nãy mới đi mát quá trời. Cầu Cao Lãnh. Sai. Chứ mày nói cầu gì? Cầu Gia Đạo. Là gì? Là cạo da đầu. Ôi trời. Mát ông tắm tôi tốn xà bông quá. Rồi ông có cái cầu nào nói. Rồi bây giờ tao đố mày nè. Cái cầu nào nguy hiểm nhất? Quá dễ. Cầu thơ nó cao ta hay nhảy. Mày hay là bên Mỹ có cầu sắt phát sinh cua. Sai. Chứ cầu nào nguy hiểm? Cầu giao điện. Thông minh. Giờ đố câu cuối cùng nghe nha. Nghe nè. Một vợ nằm giường lèo. Hai vợ nằm chèo queo. Ba vợ nằm ở đâu?
Dễ ép. Mấy câu này người ta nói hoài luôn. Ba vợ thì vô chuồng heo mà nằm. Sai. Chứ mày nói ba vợ nằm đâu? Ba vợ nằm với má vợ. Ây trời. Đúng không?